Dạ vâng, chào toàn thể các bác nhé. Thì nay hai anh em lại tiếp tục đi đánh gì. Thì khu vực đánh ở trước mặt đây, cái gì đang chút nhiều lắm này. Chắc ở mặt lưới chắc được tầm khoảng độ tầm 30 các bác. Đấy, anh đang hú đây, chờ nó quay lốt về rồi quật. Cũng khá là nhiều. Ruộng này thì buổi trước hay buổi chiều anh đi đánh thì em lại không đi theo. Đấy, đánh được hơn 200 các bác. Đấy, giá gì hiện tại thì em ở Bắc Giang thì giá nó 7.000 đồng một con. Đấy, khá là kinh tế. Ồ, dính phát mất một con. Và đấy là được 6 con này. Đấy, khu vực mặt lưới. Đây thì nó có cái ruộng trâu đây. Đấy, cánh đồng này thì cấy hết lúa rồi thì có một cái ruộng. Đây là ruộng trâu, ruộng từ lúa tháng 4, tháng 5. Người ta gặt này, người ta năm nay không cấy nữa thì trồi lên. Cái ruộng này bác nào mà đánh dễ run thì cũng khá là hợp lý đây. Đấy, tầm khoảng nửa tháng nữa mưa to thì sẽ run nó đi thì anh em là cũng mang lưới ra đây cắm đuổi. Em quay một vòng lưới cho các bác cùng xem nhé. Đánh ở đây thì hôm nay lại không mang cái tiếng di đen đi. Đấy, di lâu, đánh độc di lâu thôi thì có đàn di đen tầm khoảng 4-5 chục. Nó không xuống, nó nhìn thấy mặt lưới nó sợ bởi vì hôm trước cũng đánh rồi. Đây, cánh này là được tầm khoảng chục rồi. Đây các bác ơi. Đấy, lưới thì vẫn đánh lưới mắt 2 phân nhé các bác. Đây lưới đây. Lưới khá cao. Cao 7 mét. Đây, gì đây. Đánh con này thì cũng khá là kinh tế. Đấy, mà cái chi phí bỏ tiền ra mua lưới với cả mua loa thì nó rẻ lắm các bạn, vài trăm ngàn đồng. Và sử dụng được lưới này thì bên cơ sở em là đang bán là 8.000 đồng trên 1 mét các bác nhé. Đây, 8.000 đồng trên 1 mét. Rất là rẻ. 100 mét thì mới có 80.000 đấy. À, em xin lỗi, 100m là 800.000. Anh chắc vẫn muốn đuổi thêm để gỡ. Chắc mẻ hôm nay chắc được tầm khoảng tầm giờ 50 vậy, thứ cũng thấy dày lắm các bạn, được nhiều. Đây cọc lưới đây. Chỉ có 8.000 đồng 1m thôi mà đánh hiệu quả kinh tế cao lắm. Gì thì hiện tại nó là cái con chim phóng sinh ấy. Hiện tại giờ nó đang rơi vào tầm 7.000 đồng. Đấy, anh vẫn bán nó 7.000 đồng. 7.000 đồng trên một con. Hơi gió một chút. Đây, chim dính đây. Còn đây là cái con di đen này các bác này. Đây di đen này. Di đen này thì vài năm nay nó mới có đấy nhá các bác nhá. Đây, ở Bắc Giang vài năm nay mới có nhưng mà nó bán thì nó bằng tiền với con di lâu. Đấy, hai con nó khác nhau rất là nhiều. Đây. Con di lâu nó to hơn và màu nó sáng hơn, còn con di đen thì nó bé hơn. Cái này được rất là nhiều. Đây các bác này, nhiều lắm. Đây. À, kín mặt lưới luôn. Đây, gì lâu đây. Đây các bác này. Đàn đông nó vừa đảo sang bên khu vực bên kia. Đấy, lát nữa chả biết nó có quay về không. Đấy, lưới này đánh rất là hiệu quả nhé. Đối với những cái con chim to hơn như là đây là con bói cá này. Đây dính được con voi cá này. Voi cá rất là to. Đây, tìm voi cá đây. Đấy, khu vực mặt lưới này thì được tầm khoảng 20. Đây các bác này. Đấy thì cách bẫy di của anh em thì nó đơn giản thôi, nó cũng như này thôi. Đấy, được không này lát nữa gỡ. Chỗ này dính lâu nhau 6-7 con này. Thì gỡ thì rất là dễ. Đây luồn tay qua đây, luồn tay qua túi đây. Và túm cái chân giật ra. Đây chim đây. Đấy, cái này được nhiều lắm các bạn. Đấy, bác nào cập nhật được cái video này muốn xăm lưới để đi bẫy chim di, chim khuyên hay tất cả những cái con chim đêm thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy thì thông qua cái số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Còn những cái tiếng như là tiếng chim di, chim khuyên hay chim đêm thì bác nào cần thì kết bạn Zalo với em. Đấy, em gửi tiếng hỗ trợ tiếng cho các bác đánh. Còn về cái phần đồ để đi bẫy này thì các bác phải mua. Đấy. Anh có một đàn xuống sao, anh ấy đang chuẩn bị quật. Đây con này. Con em sẽ quay đây cho được. Lại được. Ui.
khôn lắm, nó ngóc vào lưới. Giờ còn sót lại những cái con chim khôn. Đấy, bác nào mà cập nhật được cái video này muốn mua đồ thì liên hệ cho em nhé, hoặc là ấn kênh đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục em ra những cái video hay hơn. Còn bây giờ thì chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.